Ok anh em, ở đầu clip nếu như mà anh em đang có nhu cầu cần mua vàng hay là mua ngọc hay là mua đích giá tốt thì anh em nhớ ghé vào shop 7 sao ủng hộ cho mình nha. Thì chị shop 7 sao đang có một cái danh mục đó chính là bán đồ tự động cho anh em. Thì ở đây đồ cũng rất là ok luôn. Và đặc biệt là shop đang có một cái sự kiện là đó chính là mỗi ngày thì shop sẽ tặng 2.000 ngọc miễn phí cho 100 bạn may mắn khi nạp tối thiểu 50k trở lên. Bây giờ thì mình sẽ test anh em nhé. Ok anh em, vừa xong thì mình mới nạp 50k thành công anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm phần rút ngọc xem là có ngọc không nha anh em. Ôi anh em ơi, như vậy là mình đã có hẳn 2.000 ngọc rồi anh em. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua vàng, mua ngọc hay là muốn làm thẻ nhận ngọc thì nhớ ghé vào shop 7 sao để ủng hộ cho mình nha. Ok em ơi, đầu video trước mini game nhá, để xem bạn là người may mắn trúng quà cho mình nhá. Thì Gen TV này. Hôm trước mình có tổng cộng là 42 like và 31 comment nha. Big A Winner, để xem bạn nào là người may mắn trúng quà cho mình nhá. Một hai bạn. Ok, cho bạn thêm vật là HH DG01 nha. Bạn vui lòng IB Zalo mình nhận quà free nha. Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình nha. Với clip, mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui. Thì trước khi vào xem video của mình thì anh em nhớ bỏ ra vài giây ấn like, ấn đăng ký bấm chuông và để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận vàng xem miễn phí cho mình nhá. Ok, ngày hôm nay mình làm clip chính là mình sẽ chỉ anh em cách tải phiên bản mod thần thánh mạnh HDC nhá. Đây, đầu tiên anh em phải Google nhá. Google em ơi, lên Google này, sau đó anh em có mình là mạnh HDC em ơi. Mạnh HDC.online nhá. Đây. Anh em có mình là mạnh HDC.online mình là ra nhá. Đấy như này này em ơi. Đó. Hoặc là tí nữa nhá. Mình sẽ để phần mô tả nhá, cho ấn vô cho dễ nhá. Đây, ấn vô này em ơi. Đó. Đây. Mình bị ốm bên ho không phải anh em phải cho mình nhá. Đấy, đây. Thì nó sẽ ra một cái trang chủ như này nhá. Đó thì anh em sẽ tìm nhá, bạn làm một chiếc PC tải PC nhá. Bạn làm một chiếc Android tải mobile nhá. Đây thì mình chiếc PC tải PC em ơi, đây bấm cái này. Đấy. Bạn làm một chơi điện thoại Android thì ấn vào phần bản mobile nhá. Ấn vô em ơi là ra phần tải, anh kéo xuống này. Anh ấn phần mũi tên nhá. Đấy, phiên bản download phiên bản V2.1 nhá, ấn vô ra em ơi. Đấy, nó có gì phiên bản đây. Phần gốc là phiên bản Blue này, nó red em ơi. Đó, thấy như phiên bản lậu nhá. Đấy, anh ấn vô tải nhá. Mình thì trên PC, mình tải PC nhá. Mình ấn vào phần bản PC này. Bấm vô đây. Mình kéo xuống. Mình sẽ ấn vào phần cái mũi tên này nhá. Kéo xuống vào đấy, tải phải mod nhá, 2.2 này, 2.12 này, 2.17 đấy mới đấy. Đây, tải mod đầy đủ em ơi. Đấy, tải mod, tải file mod tại đây này, tải bản đầy đủ tại đây này, ấn vô đây. Đấy, ấn vô là sang như này. Như mình tắt cái đĩa, tắt cái chỗ quảng cáo đi mà. Không mà nó sai sang được. Đây mình sẽ vô lại sang lần nữa nhé. Đấy. Đấy xem anh kéo xuống đây. Anh em tích vô tô được con người nhé. Chấm vừa cây này. Cây. Cái cây đúng không? Cây treo. 1 2. Kiểm tra này, đó. Sau khi anh em xác minh thôi bằng người máy, anh kéo xuống, anh kéo xuống nhá. Anh em ấn một chút là cởi kia con tiêu lưu cho mình nhá. Một xanh xanh này. Đấy. Sau anh kéo vội cho cũ cho mình nhá. Đây, còn cái tiếp theo mình nhá, vội cho cũ này. Đấy ra, đây quảng cáo, cái kéo xuống. Đây. Anh em ấn một chữ là click kia tôi cái link cho mình nhá.
đây ra file mod nhá, em tải về mình đây, nó ra một file mod này đúng không, em tải về nhá, em tải xuống này, mất tải xuống này. Đấy, thế là anh em tải rồi nhá, anh giải lén ra xong đây, ông già fit này. Cho anh vô chơi là xong thôi đấy, ha, dễ nhá. Rồi mình vô game chơi cho em xem này, vô game chơi cho em xem nhá. Đây là server blue đấy mọi người, blue này, nó red này. Đây, mình sẽ vô server blue chơi cho em xem nhá. Ok mời mình vô game nhá. Giờ mình sẽ giờ đi qua một số thứ nó hay ho của bản mod này nha. Đây thì anh em chắc cho mình là SP sunbot nhá. Đấy SP này, đấy sunbot bật này, SP bot này, đấy focus bot này mọi người, ADT này, auto đệ nhá, rất thứ nó hay ho. Ôi đưa game rồi. Đấy, auto tự tử mới rất là hay luôn. Đấy, auto tự bật này. AK để có hết mọi người nhá. AK A cùng đều có hết nhá. Anh em mà chưa món này hỗ trợ rất nhiều tính năng hay ho nhá, rồi này. Cho anh em ấy nhá. Anh em gọi là chơi nhá, rất là ngon luôn. Auto bị kíp này. Auto bị kíp. Chắc sai đấy. Đấy, auto bị kíp nhá, rất là hay. Auto mở toàn là ấn X để dừng này. Em mở mở toàn mắt rồi em ơi. Không mở nữa rồi. Rồi mà món này rất là lệnh hay cho anh em dùng nhá. Thì mình để phần mô tả cho anh em xem và xem lệnh để anh em dùng nhá. Rất hay thôi em ơi. Lệnh đều có hết lệnh ngon. Úp đệ hay là gì này? Úp đệ là úp cái đơn sát hay là nhảy lé sức khóa hay là xuống để xem bót đều có hết nhá, rất là ngon luôn. Đấy, như lệnh hay cho em dùng mà mình thì chỉ nói khoa một số là hay hay thôi, có lệnh mà mình biết thôi. Do mình nó ốm ấy, mình không nói nhiều được. Đấy, và lệnh rất là hay và ho ấy. Ok thì bây giờ mình để phần mô tả cho ấn mô tả nha. Ok thì clip dự nhá, anh thấy hay của mình một like, một đăng ký ấn chuông và để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận vàng xem miễn phí cho mình nhá. Ok anh em, ở đầu clip ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em xem có một cái sự kiện mới trên shop của mình nha. Đó là website topthumo.com. Thì tức là topthumo.com là một website chấp nick giá siêu tốt cho anh em ấy. Thì ở đây hôm nay mình đang có một cái nick gọi là cần bán anh em nhé. Đây, một cái con nick nó khá là bình thường thôi, đệ 2 tỷ hơn. Và kiểu đang có cái sự kiện bán nick nhận vòng quay ấy. Thì là anh em nào có nhu cầu muốn bán nặc thì có thể lên topthumo.com để bán nha. Thì bây giờ mình sẽ gọi là cho anh em xem nhé. Ở đây thì mình đang có một cái nick như này đây anh em, một cái nick C7 anh em nhá. Mình sẽ thoát ra anh em ơi. Rồi, và mình đã điền sẵn tài khoản mật khẩu rồi và mình sẽ chọn máy chủ là C7 này. Nick gọi là nick VIP đi anh em. Đấy, xong rồi mình sẽ bấm vào định giá nick ngay và chờ một xíu để shop sẽ duyệt và mình sẽ đi quay vòng quay free ở trên shop anh em nhá. Đấy, mình chờ có 30 giây thôi. Thì đây anh em, bây giờ xem con nick của mình. À, mình sẽ bấm vào cái phần xem thông tin nhá. Thì là con nặc này mình bán được là 100.000 nha. Mình sẽ nhận tiền này anh em. Mình sẽ nhận tiền về tài khoản đi anh em. Đó. Và thành công anh em ơi. Tiếp theo thì ở dưới có một cái vòng quay thẻ thần kỳ, tức là anh em bán một nick thì sẽ nhận được một vòng quay miễn phí anh em nhé. Thì vòng quay này nó sẽ ra thẻ cào, mình sẽ quay cho anh em xem này. Mình sẽ đây, chơi bằng giá là 1 đời chấm nick anh em nhé. Mình sẽ bấm vào chữ quay ngay cho anh em xem này. Đó anh em ơi, để xem là ui, thẻ nạp 50k đủ ngon anh em. Như vậy là mình bán một cái được 100k, xong rồi lại được cộng thêm cả 50k nữa thì là mình đã rút được hẳn 150k rồi. Ui, ngon chưa anh em? Đấy anh em nhá. Anh em nào đang có nhu cầu cần bán đặc thì nhớ ghé vào topthumo.com để bán nha anh em.